Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt lên cho anh em vài cái cần đạp máy của rim Thái Zin theo xe nha anh em nha. Zin theo xe thì anh em biết rồi ha, để bật cái đèn này. Đây. Đây. Zin theo xe rim Thái thì anh em cứ nhìn là đúng này. Đây. Thì bốn cây này thì giá nó khác nhau mỗi con cây này thôi. Cây này thì giá nó khác mấy cây kia xíu, cây này thì nó đẹp hơn. Mấy cây này thì dạng hàng cũng đẹp nhưng mà nó cây này là dạng VIP rồi. Cây này thì nó không có tì vết gì hết á. Cây này thì giá nó cao hơn chút xíu. Ba cây này thì bán đồng giá cho anh em mà giá bao rẻ luôn nha. 380 cây ha. Đó. Ở ngoài thị trường thì bây giờ ta bán cây cần đạp này toàn là 500.000 cây không à. Y như vậy luôn nha. Đây hình thức là thôi khỏi nói nha. Sáng bóng luôn. Đó, đạt thì đạt. Có sao quay vậy cho anh em nha. Zin hết cho anh em. Đó 380 cây. À, còn cây này thì cao hơn chút xíu, cây này 500. Đó. Thì anh em nào lấy cái nào lấy. Cái này cây này thì nó dạng như là nó chưa có chảy xước gì luôn. Nên là bán cao hơn chút xíu thôi. Tại cái này. Cây này thì nó mới, cái đầu nó cũng chưa có bị ấy luôn. Đó. Chung là cây này thì nó đẹp hơn chút xíu thôi. Còn giả như anh em thích cái sự hoàn hảo hơn thì mình lấy cây này. Tại cây này nó chưa có chảy xước gì hết trơn á, còn mấy cây này thì nó chỉ hơi có sức lông mèo chút xíu nha. Nhưng mà vẫn bao anh em đẹp. Đó. 380 nha. Ba cây này mỗi cây 380, còn cây này 500. Anh em nào lấy thì liên hệ với Đạt nha. Cây này nói thật sự với anh em chứ 380 là anh em mua với giá sỉ mà ngày xưa Đạt mua luôn á. Nghĩa là ngày xưa Đạt mua người ta 10 cây thì mới có giá 380 một cây. Còn bây giờ Đạt bán lẻ cho anh em là một cây 380 luôn. Tuy là đồ rim Thái bây giờ càng ngày nó càng hiếm nhưng mà Đạt cái nào bán rẻ được thì vẫn bán rẻ cho anh em về anh em xài nha. Chứ không phải là cứ thị trường nó bán đắt là Đạt bán đắt nha. Vẫn rẻ cho anh em về xài ngon lành nha. Rẻ còn hơn hơn cần đạp của Wayanfa còn đẹp nữa, thật sự. Đó, cần đạp Wayanfa mà còn đẹp, giờ người ta quát giá cũng 400-500 rồi, nhưng không có rẻ đâu anh em. Đạt thì Đạt vẫn bán rẻ cho anh em nha. Đúng rim Thái nha anh em. Đó, nước xi, nước sơn gì là khỏi nói rồi. Nghĩ nha. Đó, ba cây này thì nó sẽ là hơi vừa vừa thôi. Đẹp nhưng mà ở mức vừa vừa thôi chứ không phải là quá xuất sắc. Còn cây này nó xuất sắc hơn này. Cây này thì 500. Ba cây này thì mỗi cây 380.